Dương vừa xảy ra một sự việc đau lòng chỉ vì rất chiếc xe máy chắn lối ra vào, một nhân viên rửa xe bị đâm tử vong. Anh Lê Văn V, 34 tuổi, quê ở Bến Tre, nhân viên tiệm rửa xe ở phường An Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương đã tử vong khi bị kẻ máu lạnh ra tay bằng hung khí sắc nhọn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường nơi anh V tử vong để điều tra làm rõ sự việc. Theo thông tin điều tra của công an thành phố Dĩ An chiều ngày 25 tháng 7, có hai cha con đứng cãi nhau trên quốc lộ 1, đoạn ngã tư Bình Đường thuộc phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sau đó, người con rút chìa khóa xe máy của người cha vứt ra đường nên người cha đi nhặt. Đúng lúc này thấy xe máy để trước tiệm sửa xe chắn lối ra vào nên chủ tiệm là anh Lê Văn Về dắt chiếc xe máy vào trong. Lúc anh Lê Văn Vê dắt chiếc xe máy vào trong thì người con đi tới lớn tiếng liên quan gì đến anh mà anh dắt xe. Sau đó anh Lê Văn Vê dắt chiếc xe máy ra ngoài để lại chỗ cũ và nam thanh niên kia cũng đi về một lúc sau thanh niên đã lớn tiếng với anh lê văn về bất ngờ quay lại trên tay cầm theo hung khí và tấn công anh về khi anh đang rửa xe ô tô cho khách cú tấn công bất ngờ của nam thanh niên làm anh lê văn về gục xuống bất tỉnh phát hiện sự việc người dân xung quanh đã ngay lập tức đưa anh về vào cơ sở y tế gần đó cấp cứu nhưng đã tử vong với kẻ đã tấn công anh về tại thời điểm xảy ra vụ việc người dân đã cùng nhau vây bắt kẻ ra tay tấn công anh về kẻ gây án bị người dân khống chế và giao công an phường sở tại hiện công an thành phố dị an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này sự việc này một lần nữa cho thấy tội phạm cố ý gây thương tích và sẵn sàng tước đoạt mạng sống người khác ngày càng diễn biến phức tạp phát sinh từ nhiều nguyên nhân như mâu thuẫn trong sinh hoạt đôi khi chỉ vì một xích mích nhỏ mang tính bộc phát nhưng thiếu kiềm chế nóng giận dẫn đến những hành động mất tự chủ gây nên hậu quả nặng nề không thể khắc phục điều quan trọng là mỗi người cần ý thức và thận trọng hơn trong hành động xử sự và biết tôn trọng pháp luật để hạn chế những hậu quả đáng tiếc góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự an toàn xã hội thank you